Mô hình lắp ráp trong SolidWorks là một tập hợp các bộ phận liên kết với nhau. Mô hình lắp ráp có thể chứa từ 2 đến hàng nghìn bộ phận khác nhau. Các bộ phận trong mô hình lắp ráp có thể là một mô hình chi tiết, part, hoặc một mô hình lắp ráp khác, gọi là mô hình lắp ráp cụm, sub-assembly. Mô hình lắp ráp cho phép mô phỏng chuyển động giữa các bộ phận, ứng với số bậc tự do của chúng. Liên kết giữa các bộ phận trong mô hình lắp ráp được định nghĩa bằng cách sử dụng công cụ MES.